Em chào các bác nhé, lại lại em đây. Em thì hôm nay thì trời mưa các bác ạ. Thì hôm nay vẫn trời mưa suốt mà. Nhưng mà em thì em vào rừng để lấy cái thuốc về trồng ấy. Với lại những cái thuốc dùng thuốc tươi ấy, dùng để đắp bệnh xương khớp ấy. Thì em cũng chia sẻ một chút với các bác là quá trình đi lấy thôi, chứ còn những cây thuốc này thì các bác biết hết rồi. Em chia sẻ rồi đây. Nãy thì em vừa lấy cây cây này, cái hoa chuối đỏ. Đây. Hoa chuối đỏ đây này. Đây cái cây này em vừa chặt. Đây, này em được một củ ở kia nữa, một cái ở kia nữa các bác nhé. Bé nha, em vẫn lấy. Còn cái lá này thì là đại bi là các bác biết rồi. Đại bi đỏ thì các bác biết rồi. Đại bi đỏ thì em vẫn giới thiệu trong cái bài mà đắp ấy. Đắp thuốc thì phải có cây đại bi này. Cây bi chân tay này. Đau nhức mỏi này, khớp gối các kiểu này. Và có cái đại bi này các bác ạ. Để em bỏ một tí nha các bác. Đây, cây này là dễ cây của gió. Hôm nay em được khá nhiều cỏ gió. Mục đích của em thì hôm nay thì em đi tìm cây thuốc về trồng đó. Gồm cây cỏ gió này. Cây đại bi này mưa ấy. Mưa thì mình lấy về mình trồng thì nó sẽ sống. Nên là em đi từ sớm các bạn. Từ 6 giờ hơn, 7 giờ kém. Tại vì mưa ấy thì em không đi sớm được. Có ngớt mưa thì em mới đi. Nhưng mà rất là may, mùa này thì nó chỉ mưa buổi sáng, buổi tối thôi. Bây giờ thì em không có dao đi rồi thì em dùng dao. Chúng ta để bé thôi các bạn. Để lấy cái đại bi này. Thế như bây giờ thứ nhất là nói về cây, chia sẻ về cây củ quả hoa chuối đỏ. Hoa chuối đỏ thì em cũng đã từng quay hẳn cái video em đi lấy hoa chuối đỏ cho các bạn rồi đúng không ạ? Cái quả hoa chuối đỏ nhé, cái cây nó đây. Đấy, cái cây nó này. Cái hoa chuối đỏ thì là phân biệt cái hoa chuối đỏ rất là đơn giản. Cái hoa chuối đỏ thì nó là có cái hoa chuối của nó là thẳng lên trời. Nha các bạn nhé, cái hoa chuối đỏ thì lúc nào nó cũng thẳng lên trời. Nó không bao giờ nó cúi xuống. Đã đi này. Nó không bao giờ nó cúi xuống. Cái hoa chuối đỏ thì có tác dụng gì? Cây hoa chuối đỏ có tác dụng chữa bệnh tim. Các bạn nhé. Hoa chuối đỏ nó có tác dụng chữa bệnh lý về tim. Cách dùng là các bạn mang về thái ra, xoa lên, các bạn sắc nước uống. Cái cách đấy thì nó rất là chát. Cái cách lên sắc lên và xoa uống này nó rất là chát. Cái hoa chuối đỏ đấy. Tuy nhiên nè, nó chát như thế thì nó sẽ tốt cho dạ dày, nó sẽ chữa bệnh lý về dạ dày nữa. Còn một cách mà em vẫn hay hướng dẫn bệnh nhân sử dụng, cách mà em vẫn hướng dẫn bệnh nhân sử dụng suốt, đó là cách hầm với tim lợn. Không có tim lợn thì các bạn hầm với thịt nạc nha các bạn nhé. Là các bạn bổ cái hoa chuối đỏ ra. Cái hoa chuối đỏ mà lúc nãy em giới thiệu cho các bạn ấy. Đây, đây này, đây là cái hoa chuối đỏ này, nó sẽ đen này. Thân nó sẽ đen này. Ở bên kia có chuối rừng thật, nhưng mà thật nói thật với các bạn là em cũng muốn lấy về cho cá của em, nhưng mà lá nó về cho cá, nhưng nói thật với các bạn là đi từ 6 giờ bây giờ 9 giờ rồi thì em không đủ khả năng để tha cái không đủ khả năng để tha cái lá chuối về nữa các bác ạ. Không đủ khả năng nữa. Mệt quá. Không đủ khả năng nữa. Mà sáng sớm dậy là đi luôn các bạn hiểu không? Không ăn uống gì cả. Đánh răng rửa mặt. Chăn gà. Đeo cái ủng vào là đi. Mưa cho nên nó hơi ấy. Nhất là rất là nhiều vắt nha các bạn nhé. Bạn nào mà sợ rừng vắt sẽ sợ lắm. Đây. Cái này là cây long cốt phong này các bạn. Bạn nhìn thấy rõ cái long cốt phong chưa? Đây cái này chưa. Cái bác nào bị khô khớp là trong bài thuốc là không thể thiếu long cốt phong được nhé. Khô khớp ấy, khô khớp mà đầu gối nó bị khô và nó kêu lọc cọc đau ấy. Thì không thể thiếu long cốt phong được nhá. Thiếu vị long cốt phong được. Còn đây là củ nâu. Củ nâu ấy, em thấy người ta cũng lấy về dùng. Nhưng mà bản thân em sẽ không dùng cái này bao giờ. Em bảo rồi, cái gì mà em không dùng thì em không dùng đâu. Mặc dù nó cũng tốt. Cái hoa chuối đỏ thì các bạn hầm với tim thì các bạn cắt nó ra. Các bạn lấy tim, các bạn hầm cho nhừ đi các bạn ăn. Đấy.
Nó tốt cho tim thì các bạn biết rồi, tốt cho tim, nếu mà tim của các bạn tốt thì tim của các bạn co bóp tốt mà. Nó co bóp thì để cho máu các bạn lưu thông tốt thì tất cả các bệnh lý của các bạn sẽ đều tốt lên các bạn nhé. Chủ yếu là tim ấy. Tim là cái bộ phận quan trọng các bạn nhé, tim và gan. Cho nên là dùng cái hoa chuối đỏ này thì nó sẽ nó chát một chút nhưng mà nó sẽ giúp các bạn. Đang nói chuyện nhưng mà không thể được, thấy cái thuốc kia đẹp quá, không lấy không được. Nó sẽ giúp các bạn là tim của các bạn khỏe lên, chữa bệnh dạ dày nữa. Chữa bệnh dạ dày thì tuy nhiên trong bài thuốc chữa bệnh dạ dày của em thì không có. Ôi đẹp quá các bạn. Đây, đại bi đỏ đây. Này, trong bài thuốc dạ dày của em thì không có hoa chuối đỏ đâu, nhưng em chia sẻ với các bạn là để các bạn mang về dùng là các bạn đó thôi. Lúc nãy em lấy hai quả kia về để làm gì các bạn biết không? Em về để em hầm xương. Hầm xương. Tại vì hôm vừa rồi bố em có thịt một con lợn. Nhà em thì kiểu như là bố nuôi được hai con lợn thì bố thịt một con lợn. Bố thịt một con lợn. Và em là nhà em thì có tủ lạnh nhiều ấy. Lạnh to ấy thì em mang về nhà em để. Thế vậy nên là khi lúc nào bố cần thì bố sang lấy về ăn. Vậy nên là em tranh thủ là đi vào rừng hái thuốc ấy, thì em thấy cái hoa chuối này thì em mang về em hầm với lại những cái khúc xương ấy các bạn. Khúc xương, xương ống của con lợn ấy, xương ống mà có túi ấy. Đấy, em thái cái hoa chuối ra em nấu. Em không hầm đâu, em không có cái nồi hầm đâu các bạn ạ. Em gọi là hầm thôi, nhưng mà là nấu. Em sẽ nấu cho nhừ hết, cho gia vị xuống thật ngon. Sau đó em mới mang đi cho bố em. Bố mẹ em, không phải bố em đâu. Tại vì em cứ hay nói với bố là tại vì em hay nói với bố là bởi vì con này lâu lắm không gặp rồi này, con vàng vàng này. Tại sao em cứ hay nói với bố là bởi vì em hay hai bố con hay nói chuyện với nhau. Còn mẹ thì nói chuyện ít, mẹ cũng nói nhưng mà ít. Nên là em sẽ mang sang cho bố mẹ các bạn ạ. Đấy, một món ăn rất là bổ dưỡng. Nên nhá các bác nhá, chia sẻ với các bác là các bác thấy cây hoa chuối rừng là các bác, hoa chuối đỏ kia kìa. Đấy, các bác mang về mà các bác hầm tim lợn các bạn, hầm xương ống nữa. Những món ăn xương ống này nó sẽ tốt cho bác nào mà bị vấn đề về xương khớp ạ. Bọn em đang lấy này là cái đại bi này, tại vì là họ chặt cái cây này xuống này, khá nhiều đại bi đỏ đây, đỏ chót này, đẹp không? Ui, cái này mang về đắp đi, thích lắm ạ, cho bệnh nhân bị đau nhức đây. Bài thuốc của em thì lúc nào cũng có bài thuốc đắp các bạn nhé, chứ không uống không được đâu, đắp ở ngoài nó dễ chịu lắm. Nhưng cái này nó đều có tinh dầu ấy, nó giúp thông kinh mạch rất là tốt. À, em quay thế không biết nó có rung lắm không, nhưng mà các bạn cũng phải hiểu cho em với, bởi vì em không thể nào là dừng lại xong em quay được. Em vừa đi vừa lấy không này, tranh thủ bởi vì muộn rồi, phải tranh thủ nhanh để nhanh lấy xong là còn xuống núi. Còn hôm nay thì em không lấy được. Ôi chỗ này nhiều thế nhỉ, em sẽ không lấy được một tí cỏ nào cho cá nữa các bạn ạ, vì là xa quá. Đi từ 9 giờ tới bây giờ. À đâu, đi từ 7 giờ đi, cho là 7 giờ em đi. Các bạn bảo 7 giờ mà đi tới bây giờ thì là bao nhiêu tiếng? 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 2 tiếng rồi. 2 tiếng ở trong rừng rồi. 2 tiếng ở trong rừng thì giờ này bụng nó cồn cao rồi. À, cái móng rồng. Cái móng dê. Nhưng mà cây này em dùng ít lắm. Em chỉ dùng cây nào đó thôi. Ôi nhiều quá nhưng mà không lấy được nữa các bạn ạ. Em cũng lấy được khá nhiều rồi. À, hôm nay thì em lấy được rất là nhiều cỏ gió, rất là nhiều dế cây cỏ gió các bạn nhá. Để mau về trồng ấy, cây bé. Chút nữa. Cái này không phải là không là hoa chuối đỏ đâu, cái này là hoa chuối. Hoa chuối này mau về cho cá thì thích lắm nhưng mà làm sao mà mau về được nhỉ? Chặt mau về được nhỉ? Cái này các bạn. Đấy, đại bi khá nhiều. Cái này khá nhiều đại bi, tại vì họ chặt cái cây này xuống này này. Nó đổ xuống này. Nhưng mà thôi mệt quá. Mệt quá không lấy được. Thôi. Nhưng mà cái chuối này đẹp quá.
Cái ngọn chuối này đẹp quá, không thể bỏ qua được các bạn ạ. Mệt thì mệt vẫn phải lấy. Nhớ các bạn nhé. Cứ chặt nó một phát thế này là lôi nó đi theo là được. Lòng tham vô đáy là như thế đấy các bạn ạ. Chặt nó một phát này là lôi nó đi theo là về cá có cái ăn. Cái đại bi thì em giới thiệu với các bạn rồi, mang về đắp. Lúc nãy em cũng lấy một ít, lấy được một ít đại bi bé về để trồng nhé các bạn nhé. Về để trồng khi nào mình cần mình lấy, nhưng mà hầu như thì bản thân em thì chả cần, tại vì cần thì em vào rừng em lấy rồi, vào rừng em lấy. Lúc có lúc thì không đi rừng được thôi, cho giúp không đi rừng được thì mới cần dùng. À, em sẽ đi ra ngoài kia để cho các bác xem cây cỏ gió, giống cây cỏ gió. Lòng tham vô đáy là như thế các bạn, có thể em vẫn không thể bỏ qua được mấy cái ngọn chuối này. Em mang về cho cá, mang về cho cá. Em sẽ giới thiệu cho các bác một cây thuốc nữa, là xong lại em cũng không vừa đi vừa nói được nữa, bởi em không thở được. Quay nhanh hay quay chậm đi thì còn là vấn đề đấy, nhưng mà vừa đi vừa nói thế em không thở được. Này, người ta cũng chặt, cha biết họ đi đâu, họ chặt hạt rảnh đấy, họ chặt hết chuối rừng của em rồi. Và chuối rừng của em, họ chặt hết chuối rừng rồi. Đây, đây thì khá nhiều đại bi. Ui, chia sẻ với các bác cây thuốc à. Một cây thuốc hôm nào em sẽ về đào lấy. Tại vì là chỗ này người ta cũng bắt đầu chặt này. Người ta chặt để ở đây ở sâu ấy, ở trong rừng này, ở trong rừng sâu này này, trong rừng già này này, thì khi họ chặt họ không bị phát hiện ra ấy. Họ không bị phát hiện ra đâu, thì họ đã chặt rồi các bạn nhá. Đây, em cũng đến đây thôi, hôm nay em để đây thôi, em muốn chia sẻ với các bạn thôi, em không thể đi được nữa. Đây các bạn, cái gì chưa? Các bạn biết gì không? Đây, đây là cây cỏ máu nha các bạn nhá. Đây có rất là nhiều vắt, nếu mà em ngồi xuống thì nó sẽ bám vào em. Cái cỏ máu này nó rất là tốt, nó bổ máu, nó giúp tốt cho bệnh lý về xương khớp. Còn cái lá của nó đây, có bác đã từng hỏi em là cái lá của cây cỏ máu nó như thế nào, thì em sẽ chia sẻ cho các bác cận cảnh đây này nhá. Bác nào mà đang hỏi em mà còn chưa được em trả lời ý, thì các bác để ý cho em nhé. Đây, đây ạ. Cận cảnh luôn cho các bác này. Lá nó như này, có lông lông này, nó kiểu trắng trắng này. Còn cái này thì em sẽ lấy bài thuốc đắp rất là tốt. Cái cỏ máu thật thì nó bọc vào nó phải có máu này, nó rất là thơm nhá. Cái rễ nó rất là thơm. Cái này các bác mang về là ngâm rượu sắc uống, dùng để tắm, dùng để tất cả mọi thứ. Đây là một vị thuốc quý rồi. Để đây rồi. Cái này thì em có hẳn bài đi lấy cây cỏ máu rất là to và em đã giới thiệu rất là tỉ mỉ cho các bạn. Cho nên là thôi, không giới thiệu lại nữa. Tại vì giới thiệu đi giới thiệu lại nó cũng chỉ là thế thôi, còn cách dùng của mọi người khác nhau, hợp thuốc hay không thôi. Còn cái bài thuốc này nhá, phụ nữ mà sau khi sinh không có cây thuốc này là không được nhá. Ai mà có vợ con em mà sắp sinh nữa thì các bác lấy cái này về này. Cái rễ của nó là sắc uống này, cái thân của nó này để tắm này. Đấy, đun tắm này người sẽ khỏe lại, và có những cái gì mình bị tụ, bị máu bị tụ ở trong ấy thì nó sẽ tan ra. Nó sẽ không bị tụ máu nữa các bác nhá. Còn em thì lòng tham vô đáy lấy được một ít chuối rừng này, đại bi này, cỏ gió. Em có được rất là nhiều rễ cây cỏ gió, về em sẽ vào làm bầu vào. Nếu mà bạn nào mà muốn mua cây cỏ gió về trồng thì các bạn sẽ liên hệ với em nhé. Tại vì ở ngoài kia cơ, em để tít ở ngoài kia cơ. Bây giờ em không thể vừa đi các bác vào tay kéo hai tay vừa nói chuyện với các bác, thì không thể cầm cái điện thoại sang đây, bởi vì đi vừa quay cái kiểu đấy thì nó cũng rất là nhanh đúng không ạ. Nhanh thì các bác cũng chẳng xem được gì đâu ạ. Rất là nhanh. Các bác nhận xem cây kia là cây vông nhỉ các bạn. Ở trong rừng cũng có cây vông nhá nào. Đấy. Cây vông này nó mới làm thuốc tốt này. Lấy cái lá nó về là chứa mất ngủ này. Đắp bệnh trí này. Đắp bệnh trí là cây này này, cây vông này này. Tuy nhiên là cây vông này nó mọc tự nhiên và nó ở trên núi cao, em sẽ không lấy được. Ở đây cũng có mấy cây vông to lắm. Ở đây nó không mọc. Nó sẽ khác mọc. Đấy, để vào đây
trong bài thuốc đắp này. Này, đấy, đại bi này. Này em, à đâu, đây em thấy một cây này nhưng mà em vẫn không biết nó là cây gì. Để em xem nhá, nếu bác nào biết thì bảo em nhá, nhắn tin cho em với nhá. Bình luận cho em nhá. Đây. Cái này này. Đó các bạn, đây. Ui, nó bẩn quá. Đây đây các bạn. Đây đây. Nó rất là mềm, ở trong nó đỏ chót đây này. Đấy ạ. Nó là cây thuốc gì? Cái này em còn chưa biết. Đây lá nó đây các bác. Nếu mà em có thời gian thì em sẽ nghiên cứu, em sẽ thử vị của nó và em sẽ biết cái này thì không phải là cây độc đâu. Em biết là cây này không phải cây độc. Nó là cây thuốc rồi nhưng mà em không biết là cây thuốc gì, tại vì là có rất là nhiều cây thuốc. Này, các bác nhìn kỹ cho em nhé. Nếu mà bác nào biết thì các bác thấy thuốc giá ấy, các bác nào biết thì bảo em với nhá. Đây ạ. Này. Mềm. Thân nó cũng mềm, lá nó cũng mềm. Ở trong nó này. Nó nhớt nhớt. Bác nào biết thì bảo em với nhá. À vậy thôi em chào các bác đây. Em phải tha một đống đồ này nữa là em xuống núi đây.